Chào đón quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay là sáng chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020 và nhóm phóng viên Ái Hiền và Dư Lê hiện tại đang có mặt tại trung tâm văn hóa Việt Mỹ tọa lạc trên đường Anton của thành phố Houston. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến đây để chung vui mừng xuân Canh Tí năm 2020 với trung tâm văn hóa Việt Mỹ với rất là nhiều những tiết mục đặc sắc cũng như là sự góp mặt đông đảo của tất cả các sắc dân và quý vị quan khách đã đến đây, và xin mời quý vị cùng tham dự với Đài Việt TV. Xin gửi đến tất cả quý cô, quý cụ, quý ông bà và tất cả các anh chị em cùng các cháu lời chúc tân niên tốt đẹp nhất trong năm mới. Riêng các cụ thì luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Cũng muốn là tạo một cái niềm vui và truyền thống của Việt Nam của mình trong những ngày Tết. Cái chương trình thì có những là màn múa, những màn dân tộc, rồi những bài như là trống cơm, hào khí Việt Nam và những bài quê hương để cho mình nhớ lại những ngày Tết. Dạ. Là cái mục đích của trung tâm là giúp đỡ những người nghèo và những người già, rồi mang lại những cái một phần nào cái niềm vui trong những cái ngày tháng còn lại. Tôi xin phép được khoe một tí là cái trung tâm đây là được chính phủ bầu là số 1 của tiểu bang. Chúng tôi có nhận được bằng ban khen. Thì nói chung ra thì trung bình mỗi một tuần thì chúng tôi có 2 ngày để phát thực phẩm khoảng trên 500 gia đình. Thì không có kể là người Mễ, người Mỹ hoặc là người Việt. Nói chung là tất cả những người nghèo mà ở cái tình trạng low income. Vâng. Ngoài ra thì có những cái chương trình như là học sinh ngữ, rồi chụp hình, học anh văn, học điện toán. Có cả những chương trình dạy nhảy đầm nữa, thưa cô Ái Hiền. Đây là cái chỗ mà cho các cụ tới để mà gặp gỡ nhau. Đó là những cái cố gắng của chúng tôi mà mang lại niềm vui cho các cụ. Bác ở trong hậu thiền quyền ở đang tập ở đây, mình thử tiếng tham gia. Năm nay thấy đồng hương mình mặc áo dài nhiều và có vẻ là trang nghiêm hơn. Năm nay thì vui hơn. Tôi xin chúc tất cả mọi đồng hương một năm mới được an thân thịnh vượng và mọi người như ý, sức khỏe và dồi dào. Và năm nay là năm thứ mấy bác tham gia? Năm nay là năm thứ 12. Bác sinh hoạt về văn nghệ, còn bác gái qua về trong thức ăn trong bếp. Bác lấy làm là hạnh phúc và bác sinh hoạt trong năm đem lại cái vui vẻ cho tuổi già. Chúc Tết cho tất cả mọi người nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào. Dạ. Chiều tây sơn áo mặc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm hoài vùng. Và ngày hôm nay với những tiết mục vừa rồi thì hy vọng đã đem lại những tiếng cười và những lời chúc ý nghĩa đầu xuân dành cho quý vị đang theo dõi chương trình. Ái Hiền và Như Lê xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một mùa xuân thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và bạn sự ý. Xin chào tạm biệt.